Đây là một ca lâm sàng được chia sẻ bởi tiến sĩ Võ Thị Hà. Bệnh nhân nam 68 tuổi bị hen viêm phổi nhập viện ngày 7 tháng 8, lý do nhập viện là ho sốt ấn lạnh, tiền sử viêm phổi cách đây 1 năm, hen. Nhiệt độ ở 37 độ C, bạch cầu tăng 19,9 giga trên lít, neutrophil tăng 78%, CRP tăng 48. Thuốc điều trị Cephalosporin 2 g một ngày, Levofloxacin 750 mg một ngày. Ngày 10 tháng 8 thì có kết quả kháng sinh đồ là đàm nhiễm E. coli sinh ra beta lactamase phổ rộng nhạy cảm với amoxicillin, fluoroacetylcholinic, sulfotaxime, imipenem và chloramphenicol, kháng với trimethoprim, sumamethazone, sulfotaxime, sevipim, ampicillin, gentamicin và ciprofloxacin. Từ ngày 12 đến ngày 18 thì đổi sang piperacillin, tazobactam cộng với levofloxacin 750 mg ngày. Ngày 17 tháng 8 thì bạch cầu 9,6 bình thường, CPRP 52 còn tăng. Đến ngày 30 tháng 8 thì bệnh nhân khỏi bệnh và xuất viện. Đây là phần nhận xét của dịch sĩ vì bệnh nhân nhiễm E. coli sintabeta latamas phổ rộng nên việc chuyển từ ceftriaxone sang imipenem-cilastatazobactam là hợp lý nhưng bác sĩ chuyển hơi muộn có thể chuyển sớm hơn vào ngày 11 tháng 8 và thậm chí khi có kết quả kháng sinh đồ thì đáng lẽ mình nên chuyển ngay vi khuẩn đã đề kháng với ciprofloxacin thì có thể dùng levofloxacin hay không đối với E. coli sintabeta latamas phổ rộng thường nó sẽ kháng cả trimethoprim-fosfomethazone kháng cao với aminoglycoside cho nên nếu nó đã kháng với gentamicin có nghĩa là hầu như nó sẽ kháng với amikacin, tobramicin luôn. Cho nên nếu đã cấy kháng sinh đồ là nó kháng thì mình không có sử dụng bất kỳ aminoglycoside nào nữa. Thứ ba là sẽ kháng trung gian với các quinolone thế hệ 2 như là ciprofloxacin hoặc là levofloxacin. Nếu mà nó đã kháng với ciprofloxacin có nghĩa là levofloxacin thường nó sẽ kháng luôn. Cho nên ở đây nếu mà mình không có kết quả cấy kế của levofloxacin thì mình nên loại levofloxacin ra khỏi bắt đầu bác sĩ dùng cái phối hợp này là để điều trị theo kinh nghiệm viêm phổi cộng đồng và viêm phổi cộng đồng thì thường sẽ nhiễm ba con là phế cầu khuẩn hemophilus influenza, Moraxella caranalis và Klebsiella pneumoniae. Theo nghiên cứu Agri của thầy Phạm Hùng Vân năm 2018, phế cầu nó kháng với levofloxacin khoảng 33% và đối với phế cầu lại kháng với levofloxacin thì người ta sẽ tăng liều levofloxacin lên khoảng 750 mg mới có tác dụng và nó cũng chỉ có tác dụng trong nhiều trường hợp thôi và nhiều trường hợp là nó kháng luôn cái liều 750 mg nó có thể trúng vào 33% này nhưng mà levofloxacin cũng có một cái độc hại đó là nó sẽ gây đau gân đau cơ thường thì một tuần sau nó sẽ xuất hiện rồi khoảng mười mấy phần trăm và hai tuần sau là tăng lên hai mươi mấy phần trăm trong khi thì liều 500 mg thì ít gây đau gân đau cơ hơn đây là các kháng sinh dùng cho vi khuẩn sinh ra beta lactamase phổ rộng, một là carbapenem thì đối với các nhiễm khuẩn nặng thì người ta sẽ sử dụng carbapenem như là kháng sinh đầu tay tại vì carbapenem sẽ có tỷ lệ thành công cao hơn và tỷ lệ loại trừ vi khuẩn cao hơn tiếp theo là cefamicin thì đối với một số loại beta lactamase phổ rộng nó không tác động trên cefamicin một số khác thì sẽ phân hủy cả cefamicin luôn ví dụ như ampic có một điều nữa thì các cefamicin nó chỉ có tác động hai cộng trên gram âm thôi Phosphomycin thì tác động trên con này cũng được. Có điều thì người ta hiện nay đang dành Phosphomycin để cho một con là Klebsiella Pneumoniae đa kháng thuốc. Người ta để dành Phosphomycin cho con Klebsiella Pneumoniae đa kháng thuốc nitrofurantoin chỉ dùng cho những khuẩn bằng quang không có biến chứng thôi tại vì khả năng thấm vào mô của nó rất là kém cho nên nếu viêm bằng quang có biến chứng người ta cũng không dùng nitrofurantoin luôn viêm đường tiết niệu ở nam giới thì người ta cũng không dùng cái này tại vì nó thấm kém vào tuyến tiền liệt đối với một trường hợp viêm bằng quang không có biến chứng mà nhiễm con E. coli sinh ra beta lactamase rộng thì người ta sẽ sử dụng nitrofurantoin và có tỷ lệ thành công là khoảng 69% rồi beta lambda inhibitor và colistin nếu mà tất cả các thuốc trên đều fail